Rồi bên đây nhiều zombie vậy. Ôi! Ôi! Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, hư cổng luôn ông ơi. Làm cổng mới đi. Ấy ní. Tí chết ạ. À. Để đi, có người nếu có người đi. Xuống cái lỗ này nha. Rồi xuống đi, xuống đi, xuống đi. Ôi creeper kìa. Để nó tới tới. Ây da. Rồi nguyên cái lỗ này thành lỗ gì luôn rồi. Ây da. Cái đường đi đó hả? Ừ, tôi giấu ngay cái đường vô nè. Ừ, chừng con rồng nha. Ừ, thế này. Tại sao ông mấy ông lại muốn dẫn tôi đi chơi qua đây vậy? Rồi. Đi mối. Qua đây mình lấy cánh mình bán lại cho bên kia là 2 phôi. Tranh giành địa bàn. Không, không bán 2 phôi đâu. Không, bán 5 phôi à? Đâu ơi. 5 phôi hả? À? Bán, ừ. bán trên này vô quỳ. Mình cứ bán 5 phôi đi, xong rồi tới tới em họ ấy xuống giá xuống 4 phôi là đẹp. Ừ. Nè, có cái cổng bay về nè. À, có cổng nè. Ờ. Nhưng mà hồi ông gì đó xong rồi ông giấu một cái rương Ender nào dọc dọc á, cái đảo khuôn rồng á. Ừ. Là mình cũng đâu có mắc gì đâu, chỉ mắc ừ. chết mắc kinh nghiệm thôi. Vô đi, anh em tụ tập đi. Tôi thấy cái này nè. Ui. Ủa cái này có người rồi. Ủa, có người chưa? Chưa. Ồ, có người rồi. Mất cánh rồi. Ủa mất cánh rồi hả? Ừ, mất cánh rồi. What the fuck? Ê, không mấy. Sai, con... Không mấy mình... Đổi hướng. Ừ, đổi hướng thôi. Đi hướng nào rồi, đi cùng. Từ từ, để đi săn vào con sugar đấy, lấy cái rương đã. Ông làm đợi tôi xíu. Đâu rồi Google? Từ từ, tôi chưa có cái rương sugar nữa. Tôi giết nó rồi mà sao nó... À đây, đây, hết rồi, rồi. Đây có một con đi. Hello. Đánh cái kia, dưới đây nè. Dưới con tàu nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Chết. Thiệt cô ơi. Từ từ, tôi lấy đồ ra cho xương sụp cơ nó gọn. Nó gọn rồi đó. Cái đứa Ender tôi chặt quá. Giờ mình... Ờ, giờ mình buông sụp cơ được á mấy ông. Bên kia chưa có ai bán hết. Bán su cơ được á, giờ bán hộp su cơ ngon nhiều quá. Ờ, hợp lý. Hộp su cơ thì bán sao ta, ba hộp su cơ một phôi là ra gì đó. Ngon mày. Hộp su cơ dễ farm lắm á. Cũng được. Mà bán với cái giá gì mình cũng lời. Ok xong rồi nè, mau mau đem bơ thuyền đúng không? Liệu, ờ cái này chưa ai lấy hết, tuyệt vời. Cỡ này mà có người lấy nó cũng được. Đúng rồi. Tầm 10.000 block á. Ừ, xa lắm nữa. Mấy ông muốn về thì cái chỗ tôi có cái cổng nè. Cũng 2.000, 2.500, 11.500. Ôi. Ui cái quần sắt này nó có 4 dòng luôn mà. Kinh thật ấy. Gia tài sửa chữa luôn nè. Ui. Cúc kim cương hiệu suất 5. Sửa chữa đồ bị mãi. Ui. Ngon á. Mấy ngon vậy. Google tài trợ cho tôi. Google. Trời ơi, ủng kim cương xả với nước 3, bây giờ 4 hoặc trong hỏng 3 luôn. Ngon ơi. Sugar. Ôi. Ôi. Trời ơi. Mấy con sugar này cay hết nha, không có cung khó chịu hết nha. Ê, nó khép. Khép mỏ ấy mà không bắn được. Mở ra. Mày cái gì thế nhở? Mấy cái con quỷ này. Nhưng mà tính là... Ôi, có Smithing Temple ấy này. Quay lên nhặt không ta? Nhặt hết nhở? Nhặt hết không? Nhặt hết tầm các lò sư cơ. Ui giời, kim cơ ngon này nhưng mà có khâu ở vai sinh này. Trời ơi. Đường. À, không đau lắm, tôi có ngã trời. Ngã bớt đau. Kuro cho cái quyển sách Four of Falling cái gì nhỉ? Ngã bớt đau. Ngã đau hơn. Không đau hơn. Tôi hát nhầm. Úi giời ơi. Ơ. Điên.
Chỗ này có ai đấy chứ ta? Chưa, có thuốc luôn. Chơi thuốc biết nó ngáo rồi. Rồi sao đánh con này thôi mà đâu liên quan tới mày đâu, con Enderman này. Mày điên hả? Ôi giờ tôi sẽ tải một cái bản mod, tôi sẽ khiến cả server nó lắc heo. Cái mod load cái gì ta, load nguyên cái địa hình đó Google. Dạ. Load khoảng chừng mấy ngàn block luôn á. Hay quá ha. Mà lắc thì nó hư nguyên server, tôi cũng không biết thôi. Nói gì Dương? Nói gì mày nữa Dương? Nghe lọt lỗ tai luôn hả Dương? Hả? Ôi nãy giờ bay không thấy con hiền nào ta. Tôi thấy hai nè. Con rồi đó. Tôi thấy cái cổng rồi luôn nè. Cái cổng này, cái cổng thứ tư rồi đó. Mày quẹt tao. Mày quẹt tao. Mày quẹt tao. Dữ trời. Tôi thấy tại vì mấy ông khùng đây tôi không, tôi sợ gửi máy máy bay vào còn đắt hơn là mua con mèo mới. Đúng đúng đúng. Nó đó. Nha, yeah. Đã thuyền nó không muốn. Ngon đi. Ngon. Tí thì làng tiếp tôi cũng phải xây nhà mới được cô ạ. Xây nhà cho có với mọi người á. À. Tí về chỉ cho tôi chỗ, tôi chỗ ruộng của Dương nha. Ok, làm xây nhà cho đó hả? Gần gần đó. Ok, làm luôn. Còn tôi thành lập phe phái mới rồi. Ok luôn. Cái thuyền thứ mấy rồi? Thứ năm, thứ sáu rồi đó. Tính ra ông hên nha. Tôi hên thiệt. Thuyền thứ năm, thứ sáu rồi. Ông cứ đi trên đường thẳng rồi à? Tôi cứ đi theo cái tọa độ thẳng, nó chạy thẳng lên đó, là tôi lấy à. Thiếp tôi đi đến 20.000 block mà chưa gặp con thêm con nào. Nhà đen rồi. Nhân phẩm rồi. Yeah. Thì nhiều quá. Tôi đang bay qua tôi cái đường. Tôi xa nhưng mà ra cái cung ngủn chứ. Trời ơi. Tôi bay cứ có thuyền, tôi ngại lắm. Hả? Tôi ngại. Tôi ra farm Enderman đi, sắp hỏng cánh à. Ông đọc tọa độ cho tôi đi, tôi bay qua cho ông. Đây là hai cái bên cạnh luôn. Nghe ông. Ê, ông qua lấy đi. Hiểu ý, nhưng mà từ từ á, lấy nốt bên này đó. Tôi gửi cho ông tọa độ nhà. 54 okay. 16059 đó. Đó, tôi cất hết vô Ender Chest rồi. Ok. Ok, tôi cũng vậy. Còn gì không? Không. Nào solo. Muốn tay không à? Muốn chưa? Trời ơi, áo. Ok, không? Ok. 1 2 3. Ê, tôi không có gì đâu, nghe ơi. Đấm một bạt thằng kia luôn. Từ cho ăn cho miếng thịt này, cho hai đứa ăn miếng thịt xanh chín hồi máu đã là quấn tiếp. Quấn qua hai đứa chân kia thôi. Được. Rồi ok. 1 2 rồi. Vô. Ê từ đầy máu hay như nào? Đầy máu rồi đó. Còn máu chưa? Chưa. Lấy miếng thịt trong ăn. Thêm. Đây. Từ đây xuống này. Vô. Từ bình tĩnh, chưa đầy. Ao. Vô. Đến đếm đi. 1 3 2 ăn nốt. Cho đầy hẳn. Ăn gì nhiều thế? 3 Ao. 2 1 Yeah, Rớt dưới đi kiên. Ủa. Thôi tôi cũng đi cùng ông đây.
Tao giết bể Kuro MC. Ê, chụp lại. Chụp lại không mày. Đi chụp cho. Rồi, xong. Quá đẹp. Tôi cũng đi cùng ông đây. Ê, tôi về. Chết rồi Kuro rồi. Hả? Tôi về chỗ ấy rồi. Spawn hả? Không, không phải spawn. Về chỗ 3000 block rồi. Thì ông đập cái giường ở đây xong ông tự tử tiếp. Ông xuống nước tự tử tiếp. Ok. Thông minh. À đây. Ok, thanh kiều very much. Lên ngủ ấy mọi người. Ai lên ngủ ấy. Lên ngủ cùng đi. Không nghe gì cho nữa. Ok, để em thanh kiều em, thanh kiều em. Hai nó lên ngủ đi trời. Ôi, gì vậy trời? Gì đây? Ôi, gì đây? Ngủ chung, ngủ chung. Nè Yugi. Anh Yugi. À đây, phải cần em có gương Ender. Đây. Anh ngoài đây, ngoài. Anh Lê. Mũi quá nhiều mũi quá. Trời ơi, đốt. Đốt nhăn mũi đi mấy cha. Còn em ra. Hả? Đẹp quá, đẹp lắm. Gì vậy trời? Ủa gì vậy? Cái gì? Ôi ơi. Đấy, ra ngoài. Ra ngoài nha. Ra ngoài nha. Ra ngoài. Vô đây mở từ lum vậy? Cái dây này không hết đâu em. Mở cái Ender mà. Không có mở cái gì trong đây hết trơn á. Đi này. Ai mà đóng cửa vậy? Gì mà kỳ vậy? Cả dám ăn vậy? Mày cho nên farm gì đấy? Ô, what the hell? Không được. Bị đất lên cái cánh game ơi. Giết cho anh. Bạn tôi. Cái cánh này. Cái cánh này không cần miễn phí. Đây. Xong. Không? Chém đi anh. Ờ, đây cánh cho anh. Cái cánh đâu rồi? Xong. Lấy cái cánh lại cho anh đi. Nói cái gì hả? Trời ơi. Tạo một cục luôn. Em có thể tường thuật lại. Bây giờ nha. Bây giờ là vậy nè. Hồi nãy là em thấy thằng Kisa mở cái lương ra, thứ nhất một đứa và vẹt đất là hai. Sau khi em giúp vẹt đất xong là không có, lại còn Kisa thôi. Thằng Kisa chắc rồi. Rồi. Những ai mở rương ra là Kuro sẽ giết vào Kisa. Và xem thử. Em mở cho em không lấy. Anh không cần biết. Ai mở em mở. Hai thằng đụng vào. Những người đụng vào là những người đó sẽ liên quan đến cái việc mất cái cánh. Và cái cánh đó là bán ra chứ không phải là trộm. Đó. Cánh này nè. Tôi là một người liêm khiết. Tôi mua tôi. Tôi là một người liêm khiết. Đỡ gì coi cái cánh lỡ không lấy hiểu cái cánh người sao? Ai hỏi tôi có đúng một cái cánh nền trang luôn. Chẳng người liếm khiếp nữa. Phải không? Nè chưa quy ơi. Cả cu kim cương nữa. Ơi. Ôi sao giọng có ai mất cười vậy? Cho em mượn cái rương Ender ơi. Nè hút quy đấy còn gì nữa. Làm gì có rương Ender nào. Trời ơi. Bộ đồng phục của em trong rương Ender rồi. Đây, ai đặt ra đây. Ok. Ai gọi thì thôi. Ôi. Ai à. Kuro gọi hả? Nào, cái cánh không thể nào mà tự nhiên sinh ra cũng không thể nào mà tự mất đi được. Đúng vậy. Chuyện này rất nghiêm trọng. Hình như nay tôi thấy ai đó nhưng mà tôi quên tên rồi. Tại vì đúng. Ở đây đây. Đây là 4 Toneal ra chứ không phải là chỉ là một cánh cứng đâu. Em không biết cái nào Toneal ra. Theo như Kuro nghĩ nha. Kuro vẫn nghi bạc đắt lấy nhá. Tại vì nếu như đó là cái rune Ender cưới cái bên, ông lấy xong ông sẽ bỏ vô cái rune Ender và giết xong là không, ông sẽ không có. Ông là người đầu tiên mở cái rune cánh của tôi ra là chỉ có ông thôi, không còn ai hết. Đây nha, ông ra đây. Mà nếu như về sau mà tôi mà thấy ông mặc cánh là tôi sẽ giết ông. Nay rồi đây đúng không? Đúng rồi. Cái rune Ender tôi để cái bên luôn. Ai đứng bên này? Ông chứ ai? Tôi đứng bên này mà. Tôi thấy mỗi ông thôi. Vậy ai đứng bên này? Ông khai coi ai đứng bên này. Ai à? Bạn lấy ông mà không nhớ ra thì tôi chỉ biết ông thôi. Ông bảo ai đứng bên này đúng không? Tôi đứng bên này thôi. Vậy ai đứng bên này? Ai đứng bên này? Nhưng mà ai đứng bên này? Kuro. Của tôi đây. Ê.
Xem đẹp Playmot đi, xem đẹp Playmot đi. Đúng rồi, đúng rồi. Playmot tôi đâu có quay đâu. Ai có quay không? Ai có quay không? Có, em có quay em. Ok, ok, ok. Rồi, tới số, tới chuyện với tôi rồi. Tới số rồi. Thanh Minh ở Việt Đắc. Ăn chậm ha. Tới số rồi. Ăn Kuro nhá. Tôi mà không lấy ra ông giết tôi. Em có quay được. Tôi sẽ trả đồ cho ông. Tôi sẽ trả đồ cho ông. Đây, đồ ông đây. Chắc đây. Né ra, né ra, né ra, né ra. Trả đồ cho ông Việt Đắc cái. Từ từ, em lấy. À, cái gì? Rồi, đụng đến thị trấn Hòa Bình. Đụng đến thị trấn Hòa Bình. Hết Hòa Bình không ngờ lại có một vụ nhận tội nhanh như vậy. Rồi nha. Trốn luôn. Chúng ta phải có bằng chứng. Đấy, sợ đi. Hay quá Suka, cảm ơn Phúc cái chương trình nha. Cảm ơn nha. Nghe tôi. Rồi luôn, vụ này sẽ lớn, vụ này sẽ lớn. Chị Suker giỏi quá, không ăn hai cá miếng. Chúng mày thấy đẳng cấp của Suker của tao chưa? Thôi, cầm cái cánh đó mà ăn luôn nha. Tôi sẽ nói chuyện lại kia ra sau. Ăn cấp mà không nhận. Ừ, ok. Là sao ta, chưa hiểu ta. Là tôi để trong cái rương Suker đúng không? Nó mở rương nó lấy. Trời. Xong tôi hỏi nó có lấy không? Tôi hỏi nó có lấy không? Nó kêu nó không lấy. Không, bây giờ tôi bên Suker cứ kêu là tôi kiểm tra là cái remote. Ôi thôi, cái đi quân ăn cắp. Ok, trả rồi, không nhận. Ờ, không biết ăn cắp mà không nhận mà. Không nhận từ đầu thì thôi chứ. Chịu thôi, ăn cắp mà không nhận từ đầu là quân ăn cắp. Chơi. Thôi, không nhận từ đầu thì thôi. Vậy là Kuro có lấy được cái cánh không? Hả? Kuro sẽ không nhận, chấp nhận cái cánh đó. Không, ý là ông có lấy cái cánh chưa? Chưa đúng không? Ơi, khoan. Nói trả tôi không cần. Ê tôi cần. Rõ ràng đúng không? Lúc đầu là mình kêu là ai lấy mà nó không chịu nhận đúng không? Đúng không? Giá như em trả ngay lúc đấy. Ờ. Về sau nha, anh thấy em ở đâu là anh chém em ở đó và anh sẽ lấy hết đồ của em luôn. Anh hứa tuyên bố đấy. Anh sẽ nói chuyện với thị trấn Hòa Bình sau. Trời ơi. What's up? Ôi. Ăn cắp hả? Ăn cắp với chúng tôi. Hai kiếm là chết. Mọi người đưa hết đồ đưa đây. Đưa hết đồ đây. Đưa hết đồ kia xa đây. Ai nhặt đưa hết đồ đây, tôi giết hết á. Đưa hết đồ đây. Sợ quá, từ. Một nước đi sai à, cả giả giá. Tiêu. Rồi, ok. Cứ đưa hết cho Kuro giữ. Hai kiếm là chết một đứa. Anh nói rất là đàng hoàng. Đúng không? Kêu là ai lấy thì trả cánh đây. Không đưa, chối. Bây giờ anh lấy cái cánh này lấy hết đồ luôn. Bộ này đồ ăn cũng được. Nè, bộ ra đây. Một cánh không à? Một cánh chỉ với 4 phôi Ender Ring à? Mình đi tổ chức đánh nhau. Ôi vãi cả đồ. Không có được Ender không? Chỉ bốn xíu thôi. Có rồi, Gì? Nào. Ai này? Ở kìa. Nắng rồi. Chở bạn đi chơi hả? Từ bình tĩnh ra. Bạn đâu có lên trên bạn. Gấu đâu. Bà Suker, và đây có cái gì mà không giếm này. Đây này. Ở dưới rồi. Không, đưa cái đó thôi, tôi có gì hết trơn. Hả? Đây, cho nó yên tĩnh, anh phỏng vấn trước trận đấu gái nè. Hả? Ê, ra đây nhà đài phỏng vấn trước trận đấu đi. Nhà đài. Trong server này có hai người nhà đài ghét ghê luôn á. Ai làm gì đâu, ai hiền lành. Nói đi, anh hỏi đi. Ê, đứng cạnh anh cho nó giống không yên phỏng vấn đây. Em có cảm nghĩ như thế nào về cái cuộc đấu ngày hôm nay ạ? Cũng chỉ là một cái tổ chức mà gọi là lúc đầu á thì mình có giết Kingrich và nó chỉ là lỡ tay thôi. Mà ai ngờ đâu Kingrich ổng muốn tổ chức võ đài để đánh nhau với em cho tất cả mọi người biết. Vậy tức là trong ngày hôm nay là em sẽ có tham gia đúng không? Đúng. Em với Kingrich sẽ đánh với nhau. Vậy em có mong là mọi người sẽ đặt cược cho mình không? Hả? Đặt cược đó hả? Có đặt cược đó hả? Có mà. Mình hy vọng là tất cả mọi người được đặt cược mình nha. Ở đấy, sao lại tự tin thế? Tại vì em gà. Không thể chủ quan trước kẻ địch được.
Ok. Ok, coi như đó là đó là một phần cuộc chiến ngày hôm nay Kuro sẽ là giành chiến thắng để chúng ta có thể phỏng vấn tiếp tục. Ok luôn nha, giờ đi vô anh ơi, mọi người đợi nãy giờ bên kia rồi đó. Hai ra trong đây vậy. Đã mở cửa cho vô đâu rồi vô. Mời Kim Cương thôi. Đây nghe ra ngoài cửa thế này. Đây nghĩ ra. Cho mọi người chân. Ở đây đây, ổn quá anh. Đề nghị là mọi người có 10 giây để ra ngoài cổng xếp hàng chứ ở trong này thừa ai là... Đây là sự kiện không dành cho chị em nên uống sữa. Mấy Kuro chuẩn bị nghe nào. Kuro ơi. Ừ, hai em thì được. Là hai bảo vệ của nhà đá của Quý nha. Người em không làm bảo vệ nhà đá nha, em làm bảo vệ nhà đá nha. Ôi, hiện tại... Ôi, nhanh nhanh. Em để xem anh lúc anh giới thiệu thằng nào nói cũng chém luôn nha. Ok này, nào nói chuyện người ta hé xin nha. Ok. Hôm nay là ngày đặc biệt. Ok. Thì Quy có tổ chức một trận chiến. Thì Quy xin giới thiệu về trận chiến này trước. Ok, chị ngang ngựa. Ấy. Này. Dạ. Dạ. Đừng có nói gì hết, đừng có nói gì hết. Mọi người có nghe rõ vấn đề không đây? Đúng rồi, nghe thôi. Không có chém. Kìa. Gần đây. Nào, trời ơi. Giết ra đi, giết ra đi, giết ra đi. Thằng chén hàng, chén hàng anh ơi. Đứng ở đâu mà chả được, đứng ở đâu mà chả được. Chị Quy nói, để Quy nói. Gần đây trong server sẽ nảy ra một cuộc chiến rất là lớn. Quy là một người yêu trượng hòa bình, đang ngăn cản cuộc chiến này. Bây giờ để mấy đứa nó chém nhau, chém mãi nó cũng mất hết cả đồ ra. Thay vào đấy Quy đã tạo ra một cuộc chiến để cho hai bên solo với nhau là Kendrick và Kuro. Hiện tại hai bên đang rất là căng thẳng. Thì Quy muốn giảm bớt căng thẳng bằng cách là tạo ra một trận đấu mọi người cùng đến coi cho nó vui hơn. Okay. Đấu sẽ có 3 cuộc. Okay. Sẽ có 3 round. Kết thúc một round là khi một người bị mất totem là sẽ kết thúc một round. Và để cho vui vẻ hơn thì Quy cũng tạo ra một cuộc cá cược nữa. Mọi người có thể cược xem bên nào thắng. Chúng ta có thể nhân đôi tài sản chỉ trong một đêm. Chỉ là nhân 6 tại vì ở đâu 2 move 3 là nhân 8. Bởi vì chúng ta sẽ có 3 trận chiến lận. Mọi người ạ, Quý xin nhận vàng, kim cương và lô bảo. Mọi người có thể cá cược liên hệ với Quý ạ, chứ cấm cá cược chui. Phát hiện ra cá cược chui thì chém mất hết đồ luôn. Okay. Để mà phí tham gia vô cửa thì mỗi người nộp cho Quý 2 kim cương sẽ được vô. Bắt đầu từ khi dây. Còn để muốn tham gia nộp 2 kim cương này. Chết rồi. Em cá đồ anh. Tìm em chạy, đưa chạy. Thế thì xong Quý hàng đi kiếm đồ đi nhanh lên. Người tiếp theo. À đây đây, có. Xong Quý hàng. Không được mất thời gian, Quý hàng. Người tiếp theo là Việt Đáp. Thay viên. Cố hàng đi em. Không muốn nào, đứng yên. Bảo vệ làm việc nha. Đây tiếp theo là Đoàn MC, hai kim cương. Đây, em đưa cho. Hai trên hàng, xong Quý. Ok. Không đưa. Bắt kim cương. Đóng tiền, theo đóng là con MC. Em vừa đưa rồi đó. Thế đi xuống cuối làng. Tự cầm kim cương đưa chứ không đưa hộ thế nhột nháo. Xuống cuối làng, nhanh. Đưa chị em ăn lại cho em. Ơ, mất rồi hả? Bảo vệ làm việc đây. Nhanh em ơi, nhanh em ơi, lắp lỗi này. Tiếp theo, anh Kido. Kim cương em ơi. Ok chưa? Không, rồi. Okay, xin lên đi. Mày kim cương em. Với tiếp theo. Xin lên đi. Xin lên đi. Đi ra tam tam. Là cái từ mega em đi YouTuber. Một à, Henrik mua cửa. Đi vô. Rồi, người tiếp theo, anh đi nờ. Cái ngân hàng. Trực. Cuối hàng anh ơi, xuống cuối hàng. Bảo vệ đưa cho anh em một dưng, anh đưa xuống cuối hàng. Xuống đây anh ơi. Lão Nguyên. Ngày mai có thể trả luôn. Em gì đi xem trận đấu em phải cầm kim cương sẵn đi. Bên ngày mai có thể trả luôn được. Đó, Lão Nguyên qua cửa. Được. Tiếp theo, Lão Nguyên. Anh này nói rất đúng sai này, cho ba bên kim cương đi. Bên cho ghê luôn, phải chốt luôn. Nhiều bán được hàng đấy. Cho Ken người VIP nhé. Đây, cho Ken người gần nhất nhé. Đây đấy, người tiếp theo. San. Đây ạ. Phải có thì chấp. Bảo vệ lượng này ra chém nó đưa thiếu này. À đây. Ở đây cho nó vô. Người tiếp theo. Không ai vay à? Dạ, tôi là cổ đông lớn của cái nhạc lên, không muốn cổ đông, cổ đông thì cổ đông nhìn mà ngây đấy. Nhanh lên, tốc độ đi anh. Bao nhiêu viên thế? Hai viên kim cương. Hai viên á? Chỉ hai viên thôi, cứ lấy ít mà, lấy rẻ. Này, Quý ơi, hai viên đấy. Anh này đi vô, đấy hai anh đi vô. Người cuối cùng. Đây là hỏi với người không có tiền đâu. Có. Rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi đi. Phóng viên thì mỗi 15 kim cương nhé, tí đòi sao. Chỗ ngồi đâu ấy. Đây, mọi người ngồi lên trên này, đây, chỗ ngồi của mọi người là những cái cửa sập ngồi này. Trời ơi.
đây 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 đây. Sẽ đi từng người một nha. Đầu tiên là DN. DN. Đây đây giới thiệu đã. Kuro. Một set chủ có tiếng của server. Wow. Tỷ lệ thắng của Kuro bây giờ đang là 99 trận trên 100. Một trận thì ngủ quên không đi đánh. Wow. Còn đây là Kendrick. Một bí ẩn, một ẩn số của server. Chưa từng tham gia trận chiến nào. Hiện tại trình của Kendrick thì vẫn chưa ai đoán được. Trận đầu tiên sẽ là của... Trận đầu tiên là hai bên thăm dò nhau. Không biết bên nào thắng bên nào đâu. Thế cho nên là mọi người có thể... Các cực ít một chút mà trên sau các cực nhiều sao. Đầu tiên đánh DN. Quay đứng đằng sau. Ôi, anh đây, muốn đây. Cực gì nhỉ? Cực ai nhỉ? Bao nhiêu? Anh muốn cực... Kendrick đúng không? Người đầu tiên là Kendrick, năm kim cương. Người tiếp theo em Kendrick năm kim cương luôn. Wow, 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 để lấy đi quy xe mua bảo hiểm cho hai con ngựa này nếu mất quy xe liền không sao đâu, nhưng mà có đưa dây không, không hai con ngựa này là không mất được nếu mất quy xe liền hai con đâu bây giờ mua là số hai là có thịt ngựa này thu vé nha, thu vé nha, thu tiền vé nha, thu tiền vé nha. Ok cho ra góc này con đào xuống này, con góc này đi cho quy giải thích này, để quy giải thích hai thành viên mới này. Là hiện tại trong server đã có một cuộc chiến. Đẩy xuống đi, đẩy xuống đi. Một người đây sẽ nộp 2 kim cương để mà vụ khác được. Thành viên mới có 2 con ngựa nên là quý sẽ phụ thù thêm mỗi người 1 kim cương, nữa là mỗi người 3 kim cương. Hả? Hả? Ủa, đây là nhân tìm nộp đấy nha. Trời ơi, tôi chỉ có một người nào. Nếu thế thì quý sẽ cho nợ với giá là 1 kim cương một ngày. Mọi người ơi, nhân tìm có mọi người ở đây thì... Quý ơi, quý ơi, quý ơi, các cửa, các cửa. Ờ, nó đi đầu kém, nó đi đầu kém. Quý ơi, quý ơi, quý ơi. Bảo vệ ơi, hai người này vô đây sai mục đích thì bảo vệ tôi ra ngoài. Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu. Thôi, cứ cho rồi. Hai người này nữa chung xin đi. Chúng ta không đẹp đâu, mọi người chơi đi. Quý ơi, tôi cực Kendrick. Người tiếp theo kiểm cực Kendrick này. Bao nhiêu? Năng vi luôn. Đầu tiên mọi người đã căng đặt. Thế nào, thế nào, thế nào. Hiện tại thì Kendrick đã chặn được 10 kim cương rồi. Không biết là Kendrick và Kuro ai chắc là người được cực nhiều hơn thì Lão Nguyên. Cực ai? Tình hình hiện tại thì mình thấy là mọi người khá là tin tưởng mình, cho nên là mình sẽ giả bộ thua. Cho nên là chúng ta sẽ có một số lượng số kim cương khá là lớn. Bởi vì mình với Kendrick với lại Kira có bàn tán với nhau là tụi mình sẽ tổ chức ra một cái sự kiện này để chúng ta lừa cả làng đấy. Và nếu mà mọi người cược mình với số kim cương lớn hơn thì mình nghĩ là chắc mình sẽ giả bộ thua. Có cơ hội cược Kendrick hay chắc mình yên gió thôi. Anh cực đánh hay Kuro rồi 10 viên. Bon lên, bon này có cực anh. Thằng đen bắn tôi kìa. Ai đánh ai? Kim với Kuro. Kim với Kuro hả? Anh có cực không ai để chặn sau. Lâu ơi, lâu ơi, lâu ơi. Cực cho Kuro. Thằng đen đánh không kìa. Thằng đen đánh không kìa. 2 viên. Dạy, trời ơi. Ôi 2 viên là tin tưởng rồi đấy, không lẽ đặt Kuro không được. Còn ai nữa kìa, còn ai hú lên đâu. Đây. Đây, thằng này nó chưa tính tiền anh ơi. Ui, giả nghe à. Anh cường bao nhiêu? Anh cường vào ai? Kuro. Đây nè, đây nè. Kuro 10 viên nữa, ok. Odin luôn. Odin đây anh em ơi. Tí nữa, tí nữa em anh sẽ gặp Odin. Quý tổ kết lại này. Hiện tại hiện tại bên Kuro là đang được cược 1 stack và 19 kim cương. Kim viết thêm 8 viên nữa, kim viết thêm 8 viên nữa là em 13 viên. Ờ, tôi đã gần 1 stack mà. Phải 2 stack chứ ta? Từ. Kuro, lại. Sao bóp không Kuro? Tại bên Kendrick là 1 okay. Stack và 27 viên kim cương. Sao bóp. Còn bên Kuro là 1 stack và 29 viên kim cương. Thôi đừng sao bóp em, đừng sao bóp. Sao bóp trước khi vô đây. Nếu mà không ai cược nữa thì trận chiến có thể bắt đầu. Hai bên đối thủ vào hai bên này. Ủa mọi người cược ai nhiều hơn vậy? Kuro. Hiện tại thì Kuro đang lệch hơn với Kendrick 2 viên kim cương. Anh bóp đây. Ê, chị ra. 2 viên của anh á. Kira, okay. Kira, trên đây. Rồi tắt tay 200 viên kim cương. Kira. Nhà đài giàu quá đi. Nhà đài giàu quá. Để Quý nói. Bảo vệ lôi nói phép ra đánh 200 gậy cho Quý.
Không, okay, còn, mặc dù là không có kim cương nhưng mà tôi có thứ để nó đáng giá hơn kim cương để làm tiền. Ok chưa? Có thứ đáng giá hơn. Nhưng mà không đáng giá là một gậy. Bây giờ có cho ăn không? Bây giờ có cho đặt không? Đánh 10 gậy. Tiền tươi chứ, phải có tiền tươi với ai chưa thế? Tiền tươi thấp thật. Bây giờ, khoan từ từ, bây giờ có ai làm thủ quỹ không? Có ai làm thủ quỹ không? Đưa. Quỹ làm thủ quỹ đây. Tài sản ngăn giá được. Thầy quỹ chấp nhận sổ đỏ với cả khế ước các thứ nhé. Đông. Không, có gì, Sao tín nhiên đâu chạy qua đây, không thuế Yêu lặng. Nhưng mà người nào, chị cứ chấm, trời đất ơi, tôi có phải, tôi chơi đi đâu, phải cười ai chơi, tôi cười ai chơi quá. Cực kiên, tôi đã bảo tôi ăn cực kiên mà. Su cơ đã cực kiên kiên một cái cực cơ nữa. 200 cơ. Rồi. Được, có người mang cái cực cơ đi được. Ôi, đừng có mốc đích nè. Cha thì thủ quỷ gì kỳ quá. Cái cục cờ, ôi dồi ôi. Ôi trời ơi. Ê, hiện tại là Kuro Kimrick đang có 64 kim cương. À gì, 1 spec cộng thêm 27 kim cương lẻ cộng thêm 1 kim cờ. Còn Kuro là 64 kim cương cộng thêm 29 kim cương nữa. Quá ghê gớm. Ê, tôi đặt 200 kim cương nha. Tôi có 200 kim cương, tôi đưa ra tôi chuột rồi vẫn trả nha cha. Là sao? Là sao thì ý là tôi đặt 200 viên kim cương nhưng mà cái đó tôi làm tin thôi. Ừ, là lúc bà thua là bà sẽ mất 200 viên kim cương đúng không? Ờ, tôi lấy 200 viên kim cương đó để tôi đổi lại cái cánh. Rồi, thế thì để Quick nói lại. Thế thì lại. Hiện tại Kendrick đang có 1 stack cộng 27 cộng 200 viên kim cương. Còn Kuro chỉ có 64 cộng 29 viên kim cương thôi, đã có sự chênh lệch rồi. Cố lên anh Kiên ơi, cố lên anh Kiên ơi. Ôi, cố lên anh Kiên ơi. 3, 2, 1, chép bóng đi. Cố lên, để Quy nói nào. Chúc mừng Kiên Trí. À nhầm, chúc mừng Kuro đã thắng trận đấu đầu tiên. Quá là thắng mưa kiểu. Mưa, gió hoa thôi. Mưa kiếm có lửa không tính. Quay chạy. Quay lấy kim cương, quay lấy kim cương, lấy lại đi em, hãy lấy lại anh kìa. Gì vậy? Let's go. Mở cửa. Các con bạc này thật là ghê gớm. Hình như Kiên Trí có ý kiến gì kìa. Quý vừa thấy tí nữa tên người mới nhé, bảo vệ ra làm việc nha. Tới đây làm việc hả? Cần hai người làm cậu này. Rồi tiếp thôi mọi người ơi. Tiếp thôi, chẳng đâu căng thẳng quá. Sáng rồi. Xong được x2 rồi. 102 kim cương. Ngon. Ôi. Chuẩn bị về tay rồi. Cố lên Kinh ơi! Cố lên! Cố lên Kuro! Con này chấm đi thôi quá trời lọt! Cố lên Kinh ơi! Kinh đã trải qua một trận rồi, mọi người còn muốn cực thêm vào ai không? Ui! Muốn cực thêm vào Kinh! Đây! Không được rồi! Thử tiết Quy ngay! Quy Kuro đoán lại không lại nhầm! Kuro ơi! Đây! Kuro! Sức mạnh này! Thôi sức mạnh. Cố lên nha. Ở thôi sức mạnh nữa hả? Trời ơi. Quay. Lại đây quay rồi. Để nói nhỏ thôi đấy. Đây, ai cực thêm đọc tên lên cho Quý, đọc tên của bản thân lên. Kên Quý. Đây, người đầu tiên. Đặt thêm 5 cục vào Kuro nhá. 5 cục vào Kuro đúng không? Đúng rồi. Đây. Đặt thêm 16 cục vào Kuro. Từ. Ai? Một từng người. Tôi, ném vô Quỷ. Bao nhiêu? 16 cục vào Kuro. Ok, ném ra. Ném rồi. Về đắc này. Từ. Quỷ hơi loạn rồi, đợi, nhầm là chết đấy. 31 cục của nhà. Alo, Quỷ ơi. Đúng rồi. Về tiếp theo. Alo, em San.
Ừ. Ờ, em cờ Kuro một stack ạ. Ôi trời. Do là bạn này đọc sai số lượng nên là quỹ tịch thu nha. Mày có. Đây đây đây. Ai về đắc về đắc về đắc về đắc. Henrik. Đây về đắc. Ai tôi cần thêm 18 kim cương vào Kuro nhá. Ui, lại 18 cục kim cương về Kuro nữa. Ok. Odin nữa đó. Người tiếp theo. Em. Hai cục. Hai cục vào ai? Nghèo rồi. Hả? Nghèo lắm rồi. Trời ơi. Vào ai? Mọi người đặt thường vũ này có khi nào chúng ta thì trước họ bán độ không? Henrik hai gì? Trời ơi, cái này là cuộc chiến sinh tử, người ta bán độ thì trời. Cái này là hai bên thù hằn nhau mà. Ai biết được. Còn ai nữa không? Hết rồi đúng không? Đây đây, con. Ông 69 viên kim cương từ Việt Đắc rồi. Trời ơi. Đâu? Trời ơi. Anh Việt Đắc giàu quá. Em xin ít. Bao nhiêu? Thế mà trên người vẫn mặc đồ sắt. Bao nhiêu? 20 viên. Ừ, 20 viên là Kuro đúng không? Vừa được bon cho. Wow, hiện tại con tổng chức lệnh rất là lớn. Ví dụ mà kiếm rích thắng kiểu gì cũng có bát độ này. gì đấy? Hai cái nhà báo nó to nhỏ khác nhau đấy. Nói nhỏ cho thầu rồi nghe. Rồi. Trận nhân thứ 2. Ok. Ê, đóng cổng. Đóng cổng rồi các bạn ơi. Đóng cổng đây. Ủa sao nhốt cả ấy trong này rồi. Quên mất, sẽ có điều chỉnh một chút nha. Chúng ta sẽ tiến tốc dồn đi, không được x nhiều nữa, chúng ta chỉ tối đa x2 thôi. Kết quả cuối cùng 3 trận chung cuộc thì sẽ có kết quả cuối cùng mà trao thưởng lại cho người thắng cuộc nha. Ok. Bài, chuẩn bị này. 3, 2, 1, yo! Let's go! Go lên! Go lên kia ngay. Go lên nhìn ơi. Kuro. Đúng rồi. Cố lên. Cố đi nữa. Cố lên. Cố lên. Rồi bắt gặp công thủ đánh tôi xuống trái cầu. Kuro. Ôi. Thằng này mua rồi. Đây, tao fan Minu đây. Ai thằng? Kuro thắng rồi. Donate đi. Tao mọc người donate mà giống vứt rác của người ta vậy. Mọi người ơi, vận động viên có liêm sỉ mọi người ơi. Đừng nên tác mặt đồng viên vận động viên thế. Phải là ném cả bom đấy thì bây giờ ơi khủng bố. Đây. Hiện tại thì quý xin chia buồn với những người đặt vào Kendrick. Có vẻ như là Kendrick hôm nay chắc là ăn cơm nguội cho nên là chiến đấu chưa căng thẳng lắm. Cũng có thể là chưa có chuẩn. Hoặc cũng có thể là Kiên có một sự phòng bị trước nó. Thôi, không nói nhiều nữa, nói chung là chia buồn với người đặt mặt kiên. Mất 200 kim. Những người đặt mặt cuối đầu. No. Xin chúc mừng mọi người đến cái hai tài sản. Yeah. Trong việc này thì quý xin phép là sẽ có một ngày làm việc để mà hoàn lại kim cương ít đôi cho mọi người. Tại vì tại số người chơi rất là đông, chưa trả được. Quý xin chỉ cần một ngày hoặc là một ngày thôi. Và quý cũng xin phép là thu được 10% lợi nhuận mọi người vào tiền thuế nha. Sao nghe xấu rồi. Khoan. 10% rồi. Quý cái ơi sao. Mọi người cũng phải thông cảm. Bây giờ mọi người cũng lãi x đôi rồi. Mọi người phải thấy những người xây cái này nó cũng mệt chứ. Quý lấy tiền 10% đấy quý trả cho mình. Nhà cái ăn 5% thôi. Không, cái này là quý thuê Toàn á. Xong quý phải trả tiền cho Toàn không được. Cái này mọi người thông cảm. Quý sẽ thu của người thắng 10%. Còn người thua thì quý sẽ không thu nữa. Mọi người nha, ngày mai quý sẽ mang kim cương trả cho người, mọi người yên tâm. Quý vì yên tâm. Ok, tìm được rồi. Em đặt cược vào ai? Tôi xin đi. Cái
Đây tôi có cái cánh cánh sửa chữa và chăm hỏng sẵn luôn nè. Em đặt thử ngay Kuro. Yêu quá hả? Yêu không? Từ từ cẩn thận, kỳ xe nó chém tôi đó cù rồi. Không nghe được, anh có gì? Kỳ xe coi nó bổ cái điều. Không trả, ai lấy đâu mà trả. Không, cái cánh cứng này của nó đây, của nó tin. Dạ hả? Ờ. Tại vì nó ăn trộm cái cánh cứng thường của tôi nên tôi giết nó lấy hết đồ nó luôn rồi. Đúng. Ai muốn ăn trộm? Biết gì trả không? Trả lại mà. Trả đâu mà trả? Từ từ, bà Sugar bà ấy có một cái cánh cứng á. Bà ấy không mua của tôi đâu á. Tôi không biết. Thằng đi là trả cho ai trả tôi đâu, tôi không biết. Đó, đi hỏi Sugar ha. Cái cánh cứng vừa vào tay của Kira xong ấy. Đó, là cái đó đó. Ừ. Anh không biết nha. Em đưa cho ai không? Em đưa cho anh đâu. Okay. Quay. Okay. Okay. Cho tôi cánh cứng luôn cô coi. Có bán đây đồ thì anh có thể trả cho em nhưng mà cánh thì không. Không có hả? Đây. Anh đúng rồi. Kira có bán không? Kuro đâu rồi? Tôi đây. Đây. Đây, Kuro với Kira lên trên chỗ cao cao kia nói chuyện với tôi còn người còn lại ở đây nha. Ai lên chém? Đợi xíu đi ông. Đợi xíu đi ông. Ờ cái đuôi Ender đâu? Cái đuôi Ender đây. Kira. Khi nào xong hú tôi nha. Ok. Đi, sao Kira sao? Kira lúc đầu là trộm đồ của tôi không? Con đồ đi nha, con đồ tí xây nha. Nên tôi giết thanh niên đó tôi lấy cánh luôn này. Cứ trộm đồ hay là đi xin. Okay, giải quyết xong chưa? Tôi giải quyết xong rồi, cái cánh hồi nãy của bà Suka là nhặt của tôi Kira, là cánh đó của tôi á, là khi mà đưa cho ông á là thanh niên này phải tìm một cánh khác để cho tôi, còn không tôi sẽ lấy cánh này luôn. Ok ok được rồi. Đi lên trên này. Tôi với Kuro kia lên nha, ai lên chém? Lâu. Ok, có đứa leo cầu thang kìa không? Bắn không? Bắn đi không? Bắn nhiều Odin thì kìa, Odin thì à, nó canh cầu thang dưới à? Kiên đâu rồi? Đây. Hồi nãy Kiên kêu tôi á, là nhường Kiên ván đó. Mà Kiên kêu tôi quýnh thắng luôn cũng được. Ừ, không sao. Mình thắng mình lời được. Tôi nghĩ là Kira hồi nãy nói á, là nếu như là ngày mai mới trả kim cương không? Chắc gì Kira đã trả. Đúng không? Theo như tôi nghĩ là thế. Ừ. Tổng kết này. Kết hiện tại là group không? Bọn lên nghe được á. Dạ, group. Một khẩu là 122 nha. Ok. Hello. Tổng kết nha. Ừ. Ok. Hiện tại này là bên Kuro trước, Kuro là 64 cộng 64 là 128 cộng đêm 24. Đây. 128 cộng với 24 152. Bên Kuro là có 152 này. Còn bên Kendrick này là 64 cộng 37 cộng với 200 viên kim cương của Suker nữa là 301. Nét tôi đọc cái cổ kiên là bao nhiêu của Kuro bao nhiêu thôi? 200 bao nhiêu rồi? Thứ nhất là tôi ghi lại cho. Tôi là bao nhiêu? 301 à? Ừ, 301. 1, rồi. 2, 8, cộng 24 bằng 152. 301 trừ 152 là mình lãi được 149 kim cương. Ừ. Trừ tiền phí xây dựng nó cho là 29 kim cương cho nó tròn dễ chia này. Là 120 chia 3 là mỗi ngày 40 kim cương. Đúng không? Đúng. Bây giờ bọn ông... Thì tôi trả bọn ông... Mỗi người 30 kim cương nha, coi như là công tôi nghĩ về kế hoạch này. Nè. Ok. Đúng không? Ok. Ok không? Ok. Đây. Đấy, còn những việc còn lại để tôi lo nốt. Đấy. Ok. Nét tên pin là bao nhiêu ta? 301. À, Kuro là 152 đúng không? Ừ. Uầy. Ok. Được rồi. Lại 150 này. Dễ thán. Đây. Đây Kuro đây rồi. À có chuyện gì đó? Ngày này rất lâu để tính sổ Kuro. Hả? À, ngày gì đó anh? Ở đây em đây có bao người không? Thật ra là tính sổ nợ. Anh có đủ rồi hả? Có đủ rồi. Không, thật ra là anh đủ hôm bữa rồi nhưng mà anh không trả, anh làm giáp trước. Ôi dồi ôi. Hai nè. Ba nè.
4 nè. Ê, em nghĩ em có nên tính lại thêm nhỉ? lại suốt cái gì trời. Lại, ok. Ủa, cái render đâu rồi? Đây. Lại thì chắc là em sẽ cho anh Bon một cái rune sugar. Ôi giời. Cảm ơn Kuro. Ok nha, anh giữ đúng lời hứa với Weaver là được. Thì cái gì em cũng ok hết với mọi người hết. Ôi, đúng rồi, Kuro đáng tin thiệt, đúng là người mà anh luôn tin tưởng. Top 4 người tôi luôn tin tưởng, top 1 Kuro 2 cái 4. Nhưng mà em nói nha, Kisa hồi nãy có trong nhóm mọi người không vậy? Kuro MCK. Hả? Kisa là Kisa thì hiện tại hôm qua Karek có tuyển vô nhưng mà Ken không đồng ý và cái Kisa vào trong này á. À không ổn hả? Đúng rồi, chưa thống nhất với mọi người là chỉ có cái đếp là... Này Kuro mà vừa mới giết khứa xong nè, lấy cái cánh nè. À đó, cái cánh đó thì... Anh biết tại sao em giết không? Sao vậy? Cái rương su cơ em đang mở ra nó chậm cánh. Và em lúc đó em hỏi tất cả mọi người đó là ai lấy và không chịu khai ra. Đến khi mà em lôi cây kiếm ra á, xong bà su cơ bà kêu là nếu ông mà không biết ai lấy á, thì ông mở cái sụt remote lên. Em xong lúc đó ai lấy, lúc đó là nó mới khai ra. Lúc đó muộn rồi đúng không? Đúng rồi, quá ta, muộn từ, rồi. Từ đầu là nói là ai lấy. Mà trong thị trấn hòa bình còn vô để trộm cắp nữa thì nghĩ sao mà tha được. Gặp Kira chắc Kira giết luôn, không cần phải nói đâu á. Đúng rồi, nhưng mà cái cánh này Kuro là cái tài sản của Karek đưa Kisa á. Nhưng mà bọn tôi không đồng ý á. Kuro có thể cho bọn tôi xin lại được không? Hả? Rồi mấy ông lại đưa đúng cho Kisa nữa hả? Không, bọn tôi không đưa cho Kisa, đưa cho nó nè. Không, tôi có thể đưa lại cái cánh thường cho mấy ông. Còn cánh này thì không. Okay, tại cảm ơn. Là bởi vì á, là bên đó bên của thằng Kisa nó vẫn chưa trả cho cái cánh kia. Nếu mà trả là em vậy là em lỗ rồi đúng không? Vậy được cái cánh nó giữ của em cái gì vậy? Nó giữ của em cái gì? Cái cánh thường của em á. À. Giờ nếu em trả nguyên cánh cho mọi người vậy em mất cái cánh đó rồi. Thay vì em sẽ lấy cái dòng sửa chữa và chồng hỏng này. Em đưa mọi người cái cánh thường lại. Ok chưa? Ờ cũng được, đừng có được luôn. Ok nha. Trao đổi một xíu ha. Ừ, cái đó là lời cảm ơn Kuro đi. Cho có phần phép đàng hoàng đầy đủ. Đúng vậy. Ok, ok, để em lấy. Kiên không đi ngủ đi Kiên. Kiên ngủ ơi, Kiên ơi. Ơi. Ai đó cho Kiên. Dừng. Ai muốn dừng đi. Ủa nó cắn kìa. Đây, cánh thường này, nó cho DN này. Ok, cảm ơn Kuro luôn. Rồi nha, giờ đã xong nha. Thì xin phép Kuro cho xin lại. Còn túi, còn túi. Bây giờ okay, là để cho nó gọi là tình cảm đôi bên đều ok thì Kuro cũng giữ cái phần mà mending với lại sự trưởng đó đi. Rồi mending với lại chầm hỏng đi ha. Ok nha, cảm ơn mọi người nha. Ok nha. Ok, cảm ơn Kuro. Ok bye nha, bye bye mọi người nha. Bye bye nha. Bye bye nha. Ok. Mình tính sổ xong rồi đúng không? Ok, tính sổ xong rồi. Hảo bao mi. Đâu. Kuro, hảo bao mi. Cắn có phéo hòm, ông có phéo hòm cho tôi phéo hòm với. Phéo hòm. Đây nè. Kuro ơi, tôi ít phéo hòm với. Ông mà thèm cái bên kia hoạt động ok không? Bên nào? Cái bên máy phàm vô tầm á. Cũng được ông ơi. Thấy không? Thấy tôi say hay không? Hay. Tôi tưởng Kiên Rít say không á. Tôi say chứ Kiên Rít. Kiên Rít nói là cũng Kiên Rít mà. Trời đất ơi. Ông này, ông nói. Kiên Rít, ông đứng chắc ông đứng ông. Này nha, tôi đưa cho ông cái cánh đó rồi, ông cất vô cái render đi không á. Ông mặc đồ thường là giết ông cái rớt cái cánh mất cái cánh là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Đi ăn xin nên mặc đồ giáp vô cái thứ thì an toàn hơn, còn ông không mặc đồ một kiếm thì chết. Tôi okay, nha. Trong người tôi không có gì quý giá hết cả. Đây, tôi cho ông cái kiếm của thanh niên kia luôn. Trời ơi, xịn thế. Ôi, ngon à, con à. Ok. Sắc nét 4. Ồ, hợp lại sắc nét 5 được á. Rồi, nha. Ok, vậy là ông xong việc rồi đúng không? Đúng rồi. Ê, cua rồi, tôi còn hai phô cho ông hai phô này luôn. Hai cục này. Ôi dồi ôi. Tặng ông luôn, yêu ông nhất đây. Tính ra ông bán ông 3 phô chứ nhờ. Ôi sao nhiều đồ thế. Bình nhìn mở ra mất hồn luôn. Bên đèn á. Ai, cua làm thuốc đúng không cua cô? Ngoài bữa tôi liên hệ ông là ông có thể làm cho tôi một mẻ thuốc thật là mạnh không nhỉ? Được. Ok, thế bữa sau khi nào tôi cần thuốc thì tôi liên hệ ông nha. Ok ông nha. Ok ông á. Ok, hiện tại tôi có 1, 2, 3, 4, 5. Hộp này là hộp thứ 6. Hộp này hộp cánh không ơi.
Nhiều thế. Vậy, phải nhiều chứ. Còn dư hộp nào không nhỉ? À, có. Đây, cho mình mấy cái hộp luôn. Ôi trời ơi, nhiều cụ đồ nhất đấy. Cho mỗi lần cho đồ ai cũng yêu nhờ. Cứ kiểu đúng như rồi, là... Yêu chứ, hùng gái nhỏ. Cứ kiểu như là điêu điêu á, cái gì á. Ờ, Google ơi, trước khi đi thì ông có cái cục Enderbur nào không nhỉ? Đây, trong rừng tôi có không, nè. Cái đây cục này. Ender, không phải Enderbur, Ender mà có lửa vô để có thể chế tạo cái rừng Ender đó. À, cái đó thì không có ông ơi. Thì hãy thôi, Enderbur cũng được để tôi đi kiếm cái lửa đó sau. Nè, mời cục nè, mời cục nè, mời cục nè. Ờ, Kiên lấy à, Kiên lấy à. Kiên ơi, Kiên ơi. Kiên thu hút rồi. Thu cho... Hãy nuôi cho tôi cái cục Enderbur đi Kiên ơi. Nè. Ok, thank you Kiên. Xây xây đến luôn được không nhỉ? Tại vì tôi cũng chưa có ai ấy. Ở nhà dùng giường đâu? Dùng đâu? Đây đúng không? Tốt được, kém tôi chết hết tàu mất rồi. Kém nhà đâu, nhà đâu. Chưa. Nhà đâu nữa. Ở nãy hay ở dưới cái hàng ở bên kia kìa. Đi. Để tụi em bỏ tấm nha. Lấy lại công bằng cho xỉm báo đời. Anh hai cá đang làm gì vậy? À, anh đang viết tin tức đây. Sao bị ta giết vậy anh? Ồ. Sao bị ta giết vậy? Anh biết đâu, anh đang đi xong người ta giết, anh đang phỏng vấn rồi, chưa phỏng vấn xong người ta giết bố rồi.